Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con tiếp nhận một ca bệnh nhân nữa của ông Triệu Văn Nghĩa, sinh năm 1949 ở Cầu Quan, cầu Tiểu Cần, Trà Vinh. Ca bệnh nhân này có ông Chủ tịch Chữ Thập Đỏ xã Tiểu Cần, thị trấn Cầu Quan đã dẫn ông đến đây để xin được chữa lành cho ông. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho ông. Chúng con cũng cầu xin Chúa thương xót ông để ông được tha ngũ phục, để ông trở về quê hương. Ông tôn thờ các đấng mà ông đang tôn thờ. Tôi xin cộng đồng mạng những ai biết được đến ca bệnh này, xin anh chị em trên cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho ông để ông nào được lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con cái gì danh Chúa nhân từ cho các nạn nhân hồn được lành chốn nghỉ ngơi hàng sanh thái một Đức Chúa Trời sáng nay vui vẻ vô cùng. Cha và Con và Thánh Thần. Con thờ đêm làm gì? Xin kính chào ông Chủ tịch Chữ Thập Đỏ xã thị trấn Cầu Quan. Còn là đây là bệnh nhân nha. Đây là anh rể. Anh rể của ông này. Dạ. Đây. Đây. Đây là vợ. À, làm sao mà ông biết được ông dẫn ông này đến đây? Xem dạ thấy dạ. Có điều trị được cho nhiều người bệnh qua khỏi đó, giống chú này đó, nên là nó truyền tin chắc rồi ha. Ông ơi, bây giờ cha nói với ông những điều sau đây để ông được chữa lành bệnh nha. Dạ. Nếu ông muốn chữa lành bệnh ung thư sàn lưỡi, ung thư của sàn miệng ông á, gọi là ung thư sàn miệng lưỡi, ông cả hai ung thư, thì điều đầu tiên ông phải nghe lời cha là phải nghe lời ban viện chẩn này. Có nghĩa là khi ban viện chẩn này nhắc ông làm cái gì ông phải làm cái đó. Ví dụ như bảo ông ở nhà trọ ăn cháo trắng, uống thuốc ngày mấy cử, ông phải làm theo. Ông không được phép ăn bất kỳ một chất gì vô trong người của ông khi ban viện chẩn không cho phép ông ăn. Thì như thế cái ung thư đó hết. Vì ung thư của ông là ban viện chẩn đã con hồi sáng là thông báo lại là ung thư của ông là đã thời kỳ cuối nha, đã thời kỳ cuối rồi. Thì thông thường là ung thư mà nói thiệt, khi đã nói ung thư thì tự dưng là ông đã hết hạn sử dụng. Giống như là khi mình cầm một cái bịch sữa đậu nành lên mà mình dòm thấy cái ngày sử dụng không còn nữa là mình thấy cậu giáo muốn không? Uống vô sợ bệnh đau bụng. Thì khi một người bệnh nhân mà nghe nói ung thư là tự động người ta nhìn tới người đó là hết hạn sử dụng rồi, đang chờ ngày lên đường nha. Vậy thì ông cũng nằm trong số đó nha. Nhưng may mắn cho ông là thiên liêng, ông thì không có tôn giáo nào phải không nè. Thiên liêng đưa đẩy ông đến đây qua việc mạng mail của ông là đạo Công giáo mà. Hồi đó hồi làm giấy chứng minh nhân dân gần như là toàn bộ của thị trấn này, cái người mà làm giấy tờ đều đánh máy vô rồi, còn để là Công giáo hết. Tại tôi nghĩ cái mặt họ mặt Bắc quá lớn nên toàn là Công giáo. 1000 người chỉ có 2 người là đạo Phật. Từ cái chỗ đó. Thực thế ông là đạo Công giáo hay đạo gì? Dạ, đạo Phật. Cho điều tra. Dạ, đạo Phật. Đạo Phật phải không? Dạ. Nói chung là tôn giáo không đúng không? Bởi vì đi sai đường cũng được. Tại học mặt Bắc đông quá là ai cho là Công giáo phải không? Dạ. Cũng như ở đó là chỉ có mình con. Mà có người chị người phải 100% người dạy Công giáo. Còn người chị của lễ này là dạy con vô đạo Công giáo như thế. Con là ông là đạo Công giáo. Vậy bây giờ cha nói cho ông nghe về phía ung thư sàn lưỡi của ông. Thì khi ông đã đến đây rồi thì cơ hội để phục hồi ông không có khó. cơ hội để chữa lành ông cũng khó. Nhưng cái khó ở chỗ là ông không nghe lời. Đó là cái khó. Nha. Hiểu không? Phải hiểu nha, phải hiểu chỗ này. Có nghĩa là ông đến đây ông để chữa bệnh, chứ không phải đến đây để ông theo ý ông. Nha. Và cũng chính vì cái chỗ này mà ông chủ tịch Chữ Thập Đỏ của thị trấn Cầu Quan mới ngồi đây. Chứ nếu như mà cha dễ dàng với bệnh nhân thì cha chữa không hết được. Bây giờ ông suy nghĩ đi, tự dưng ông chủ tịch Chữ Thập Đỏ của thị trấn đến đây, đưa ông đến đây để chữa bệnh, có nghĩa là cái bệnh này khó dữ lắm chứ không phải vậy. Mà cái khó nó không phải ở chỗ thuốc, mà khó chỗ là người bệnh không chịu nghe lời. Vậy thì hôm nay ông chủ tịch Chữ Thập Đỏ dẫn ông đến đây để chữa bệnh, thì ít nhất ông cũng phải nghe lời ban này để chữa cho ông mình nha. Còn nếu ông mà ông tự ở nhà ông đến đây rồi là ôi, chữa ông vừa bụng ông chữa, ông vừa bụng nghỉ nha. Cái này là kinh nghiệm của cha. Kinh nghiệm của cha là như thế. Cho nên cha không có nhận một người đi lơ mơ, cha không nhận. Nếu họ đi vô họ chữa uống thuốc có ngày một họ đòi hết. Ung thư mà uống ngày một đòi hết. Nhưng cha cũng nói trước cho ông biết rằng là ở đây cha nhận cái ca ung thư sàn lưỡi như vậy là ca này là ca thứ mấy, nếu mà không có ca chạy luôn là ca thứ mấy? Ca thứ ba. Ca này là ca thứ ba. Thì cái ca thứ một là ở Gò Công Đông, Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ung thư y như ông vậy. Khi vô đây rồi trị đúng một tuần lễ, mà khi đi có một mình thôi, có giấy giới thiệu của cha sở nhà thờ. Rồi qua tới đây rồi mới điều khiển con gái qua bên đây để ký tên làm giấy. Thì khi qua tới đây rồi thì chữa đúng một tuần lễ là đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà rồi sau một tuần lễ đó, con không có nuôi, vợ không có nuôi, rồi bản thân ổng thèm ăn thèm đủ thứ, rồi ổng đi nhậu, đi hút thuốc, đi đủ thứ kiểu, rồi đi uống nước đá, uống này uống nọ uống kia, rồi ổng bỏ ông đào ngủ. Ông đào ngủ tức là ổng trốn viện ở đây. Ổng về thì có 20 ngày sau là ổng đi nhập viện cấp tính để chết. Cái ung thư sàn miệng này nó lẹ dữ lắm nghe không? Cái lẹ đầu tiên là nó cấm ông ăn đó. Ông ăn không được, phải không nè? Rồi nó ăn ruồng ở dưới này, nó ăn ruồng xuống đây, nó trụng lỗ lũng lỗ chỗ này, rồi ăn ruồng ở đây, ăn ruồng lên não không là nó cấm ông ăn, là nó ăn dưới cái lưỡi không, nó ăn cục cái lưỡi không là lên đường lẹn. Ông đã đến đây rồi thì một là ông về ông sẽ hết bệnh, hai là ông về ông sẽ chết. Đã nói trước nha, cha nói trước cho ông nghe. Vậy thì nếu ông muốn về hết bệnh, ông phải nghe lời bạn diện chẩn này. Còn nếu ông không nghe lời, ông về là ông chết. Vì có một ca cha nói trước, có một ca bỏ về là tự động chết, không cứu. Bệnh viện chạy mà, bệnh viện chạy đâu còn thuốc chữa. Vậy thì cái ca đó vô, cha cũng năn nỉ ỉ âu dữ lắm. Cuối cùng không nghe lời, bỏ chạy về, đúng 20 ngày sau tự động lên được. Con cái nó thấy nặng nề quá rồi nó chở đi bệnh viện, rồi bệnh viện người ta chỉ biết vô nước biển thôi chứ không làm gì khác hơn được. Hiện tại còn một ca ung thư sàn lưỡi bên kia, ông có gặp ông đó không? Bên đó có một ca ung thư sàn lưỡi vô, ở ngoài Bắc vô trong này cỡ hơn một tháng rồi. Ca đó dự kiến của thầy Lương Y với lại thầy Tâm này là khoảng trong tháng 9, phải không? Khoảng trong tháng 9 này là xuất viện là hết ung thư. Cha nhắc ông trước nha, để ông chạy chỗ này là ông về là ông chết. Cha nói trước. Và ông có chắc chắn là ông sẽ ăn cháo được không? Ông có chắc chắn là ông theo tụi này để uống thuốc không? Còn nếu ông về là ông chết. Ông chọn, ông giờ không có đường chọn. Một là ông về là ông chết, hai mà ở đây là ông hy vọng ông sống lại. Và ông tự chọn. Mà nếu ông ở đây ông sống lại thì ông phải nghe tụi này nó trị bệnh cho. Bởi vì cái bệnh này là nó trị không kịp. Nếu không khéo là trị không kịp. Nó nhanh dữ lắm. Nó làm như là đầy đáp vậy đó. Nó đáp từ sáng tới chiều là rụi hết trơn. Cái này nó gọi là siêu vi trùng. Mình nghe nói bão với siêu bão, mình sợ bão nào? Mình sợ bão hay sợ siêu bão? Sợ siêu bão. Đúng không nè? Vậy thì ung thư là siêu vi trùng. Phải không nè? Nó ăn sạch bắp cái dòm miệng của ông, cái sàn miệng. Nó ăn lũng lỗ đâu này, nó ăn dòng lên đây, quất lên não ông luôn dòng là một tuần lễ là xong. Không phải cho hù ông đâu à, cho ông hù ông chứ chữa bệnh cho ông, cho ông lấy tiền cho cực lắm à, phải không? Chữa ông lấy tiền cho chức giả lắm, cho ông hù ông. Nhưng mà cho cảnh báo ông liền giờ này nè, nếu ông nghe lời cha và ban những chẩn thì khả năng sống của ông nhanh nhiều lắm. Mà nếu ông cãi cha là ông về là ông chết ngay, ai cứu ông được. Giờ đây là phải dùng đúng câu là trời cứu đó. Nếu ông về là trời cứu nó không phải cứu được nha. Vậy ông nghe lời phải không? Dạ. Bởi vì nãy ta nghe nói là bà nói con cháu trắng không nổi gì đó, phải không? Không có. Ừ. Cha nhắc tới mà cha nói tiếp nha. Ở đây mà khi vô trị bệnh đây mà cãi lời một cái là cha đuổi, là không có buồn cha được. Dạ. Ở đây cha cũng đuổi nhiều ca bệnh lắm rồi. Nãy bệnh nhân qua bệnh có nghe bệnh nhân nói không? Dạ. Có nghe nói không con? Cha đuổi rồi nha. Cha đuổi là không được sinh rồi. Rồi. Con có nghe nói cha đuổi rồi phải không? Cha đuổi ngọt lắm rồi. Ăn một cọng nó muốn cha cũng đuổi. Đi bỏ phòng đó cha cũng đuổi. Bởi vì ở đây là nó là siêu bão. Mà cái hình thức đó là cha đang cứu sống hay cha đang giết người? Đang xuống nha. Vì cha biết cái bệnh đó không khéo là nó chết. Rồi con hết bệnh con về chứ cha đâu có giữ con gì. Cha giữ con đó là cha cứu con. Rồi ngược lại, tại sao có con đến đây? Con là chủ tịch Chữ Thập Đỏ, con đến đây là vì con bảo vệ con này cha. Để tự ổng đi thì vợ ổng không vừa bụng, vợ ổng vẫn về, hoặc là ổng vừa bụng là hai vợ chồng không đồng về cha. Công của cha xúc tác nuôi còi, cha chữa thời gian để lỏng bỏng về, cha không chịu nha. Đây cha chữa là hết bệnh nha. Như vậy cha nói kiểu đó thì rõ ràng là cha có khả năng chữa bệnh đúng không? Dạ. Cha có khả năng chữa sống mà rõ ràng ông đã coi bên đó rồi. Dạ. Nha. Người tất cả những người ung thư bệnh này ta chuẩn bị ra trường hết rồi, dạ, ra viện hết nha. Vậy cha nhắc lại một lần nữa nha, con là chủ tịch Chữ Thập Đỏ thì tránh Cầu Quan không phải bảo lãnh cho cha nha. Hôm nay con phải đóng một cái mộc vô cái giấy cam kết này nha. Bây giờ đó là cái mà cha nhắc ông về cái nguyên tắc ở phòng khám. Ông chỉ được trả tiền của phòng khám thôi, trả tiền nhà trọ thôi. Còn các khoản tiền khác ông không phải tốn. Về việc khám bệnh, về việc uống thuốc. Khi cha nhận ông rồi thì ông khám, ông sạch bệnh rồi ông mới về. Mà khi ông về ông không có phải trả tiền phòng khám nha. Hiểu không? Có nghĩa là cha chữa bệnh cho ông một cách nhưng không, ông không phải tốn tiền nha. Nhưng để cho nó có một cái nguyên tắc mà không có nói ngược nói xuôi á, thì ông phải ký vào một cái đơn là xin khám chữa bệnh miễn phí. Để mai mốt ông hết bệnh rồi, ông về là cha đòi tiền ông, cái ông không có bằng chứng gì là ông trả không nổi, phải không? Phải vậy không? Dù cha cho không nhưng ông cũng phải làm cái gì đó bằng chứng nha. Ông ký vô trong giấy này là đây là cái bằng chứng. Bây giờ ông chủ tịch Chữ Thập Đỏ đọc cho ông nghe thế này để cho ông hiểu vấn đề. Đọc cái nội dung này. Hôm nay tôi làm đơn này kính xin điểm Hội Chữ Thập Đỏ yêu thương cho không cho tôi được khám chữa bệnh tại phòng khám Đông Y, Việt Y, Việt Y Đạo, Việt Y Đạo tại địa chỉ số 94 ấp Trồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Lý do tôi đang mang căn bệnh là căn bệnh hiểm nghèo, tôi không còn tiền chạy chữa nên tôi làm đơn này xin đến điểm Hội Chữ Thập Đỏ yêu thương cho không cho tôi được khám chữa bệnh miễn phí trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của phòng khám Đông Y, Việc Y Đạo tại phòng khám yêu thương cho không, tôi chân thành cảm ơn. Rồi, rõ ràng là cái nội dung này để nói với ông rằng là khi ông ký vào đây là ông hết bệnh, không ai có quyền đòi tiền ông. Vậy ông có cần ký không? Hả? Ký khám chữa bệnh miễn phí mà. Rồi, vậy ông ký vào đây. Cần ông ký vô đây. Vậy là quá tốt phải không? Chứ nếu không là ở đây đòi tiền cũng đã không có nổi à. Đòi bạc tỷ không chứ không đòi 1-2 triệu đâu. Thấy không? Dạ, mình chết rồi. Cũng chính vì cái chỗ này mà cha mới cẩn thận. Dạ. Để tránh đi cái nói ngược nói xuôi đó. Lòng người không biết được. Nha. Rồi. Đây là cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí mà khi ông chữa bệnh rồi mãi mãi hết bệnh rồi mãi mãi ra có quyền đòi tiền không? Đòi tiền lắm rút đơn rồi nha. Và có ông chủ tịch Chữ Thập Đỏ là chiến đấu nha. Thêm một cái đơn thứ hai đó là giấy cam kết khám chữa bệnh. Trong cái giấy cam kết này là nói lên rằng ông không được phép làm sai cái phác đồ của ban diện trận. Có nghĩa là đang trị bệnh cho ông mà ông đòi ăn hủ tiếu bò là ông sai, phải không? Ông đòi đi ra ngoài chợ coi hát là ông sai. Chiều ông đòi là đi lên tỉnh để ông uống rượu là ông sai nha. Mà hãy ông sai những cái đó là ông bị đuổi ra khỏi phòng khám. Đó là cái nguyên tắc ở đây nha. Cộng một cái nguyên tắc thứ hai nữa là khi ông khám bệnh ở đây mà có trái gió trở trời mà ông chết bất đắc kỳ tử là ông không được quyền thưa tụi này. Thì tụi này mới khám bệnh cho ông, phải vậy không? Chứ cái bệnh này là đâu có biết chết ngày nào. Bây giờ kể như ông khỏe đi cũng không biết ông chết ngày nào, con khỏe cũng không biết con chết ngày nào. Đó nè. Rồi giờ cha lãnh chữa bệnh cho ông mà cha không làm giấy như vậy rõ ràng rủi, mai kia món nọn lật ngang chết trúng gió chết quen nữa, rồi bắt đầu thưa cha với mấy người này ai ở tù siết đây. Trong khi ở bên kia là mấy chục ca như vậy đó, không ai một ca, ai cũng vậy hết nha. Vậy cha đọc cho ông nghe cái giấy này với ông Thập Đỏ nghe nha. Hôm nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, thầy Lương Y Du Xe Nguyễn Tấn Thanh và y sĩ Maga Nita Phạm Thị Thanh Tâm. Tôi hứa là tôi sẽ tuân thủ theo phác đồ điều trị của phòng khám. Nếu ngày nào tôi còn điều trị, nãy cha nói là tuân thủ là không được ăn bậy đi bậy, không được làm bậy đó. Còn nếu tôi làm sai phác đồ điều trị của phòng khám hoặc xảy ra chết đi con người của tôi, thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Gia đình của tôi cũng như người thân của tôi không được thư kiện và truy cứu. Nói rõ nha. Đây là lời hứa của tôi trước mặt cha Tường, thầy Lương Y Thanh, y sĩ Tâm. Đây là những lời của tôi viết trước khi tôi ký giấy cam kết. Ông có đồng ý không? Đồng ý nè. Ở đây cha chữa bệnh cho ông hết bệnh, nhưng mà cha phải nói như vậy, chứ nếu không mà cha không nói rõ là ông bắt cha ở tù. Không nói nha. Ở quan, ở tù quan lắm nha. Thấy không? Đó, vậy thì ông đồng ý ông phải ký vô đây. Đây là con hả? Con của ông phải không? Dạ. Rồi, bà vợ ký dưới này. Thả luôn hả? Dạ. Phải rõ ràng như vậy cha mới dám chữa bệnh nha. Không phải cha khó đâu. Phải rõ ràng. Rồi, bây giờ người con ký vô nha. Chỉ ra. Tên họ luôn. Ông Thập Đỏ phải xác nhận vô chỗ này nha. Thị trấn rồi. Cầu Quan. Huyện Tiểu Cần. Rồi, vậy đây rồi. Ký và đóng mộc vô đây. Bây giờ làm việc là phải nghiêm minh, chứ không nghiêm minh là không trị hết được. Ông ơi, ông thấy cái cảnh mà mọi người thương ông chưa? Ông thấy rõ ràng mọi người đang thương ông, họ lo lắng cho ông đủ điều hết. Ông phải đáp lại tình thương này bằng cách là ông phải không được bỏ cuộc đi nha. Ông cũng không được sai quy luật của phòng khám nha. Chỉ cầm kỹ vô đây. Lương Y Thanh ký vô đây. Cha cũng ký luôn. Cha là người ký tên vô để chịu trách nhiệm sau cùng. Rồi Đây là tất cả mọi người đã ký vào đây để giúp đỡ ông. Kể cả cha cũng ký vào đây để giúp đỡ ông nha. Vậy từ nay trở đi là ông, cha cấp cho ông một cái thẻ bài này để ông được phép ra vào đây khám bệnh cho đến ngày cho con xuất viện. Không ai có quyền cản trở ông. Ở đây không ai có quyền cản trở. Để ông được phép đi đến đây chữa bệnh một cách thoải mái mà mọi người phải lo lắng cho ông nha. Vậy ông thấy mọi người cưng ông chưa? Ông phải đáng cố gắng nha. Còn về hồ sơ bệnh án của ông là có chứng minh nhân dân đầy đủ rồi nha. Thì ông đã hoàn toàn là đúng bộ hồ sơ rồi. Cha giao bộ hồ sơ này lại cho bác sĩ nha. Chị Tâm, bác sĩ Thanh. Bây giờ cha nói tiếp với ông. Sau khi mà thành lập hồ sơ cho ông rồi thì ông nên nhớ cái bệnh của ông là do ông gây ra, chớ không phải là ai gây ra. Ví dụ như cái nhà của mình dơ là do mình làm hay do ai làm? Mình làm, mình bỏ đồ dơ. Còn cái cơ thể mình dơ là do mình hay do ai? Nó bệnh là do mình hay do ai? Do mình. Do mình chỗ nào vậy con? Không ai ăn uống không vệ sinh hết con. Không, cái thực phẩm nó không được lành mạnh. À, vậy như thực phẩm nào là lành mạnh con nói cho nghe nè. Dạ không có thực phẩm lành mạnh. À, không có thực phẩm lành mạnh nè. Tại vì mấy như rau cải này kia người ta cũng phun thuốc từ sông, cái đó là đâu có lành mạnh được. Ừ, vậy là thịt heo thịt bò có lành mạnh không? Vậy giờ ăn cũng co thức ăn cũng đâu có. Vậy giờ ăn gì đây? Ăn gì cho không bệnh đây con? Dạ con cũng biết ăn. Rồi, cha nói chỗ đó cho con nghe nha. Để là tụi con chưa bệnh chứ không phải không bệnh nha. Chưa bệnh. Đôi khi có bệnh tại vì nó chưa có phát. Đó, giỏi chỗ đó. Có nghĩa là ông đã ăn sai thức ăn mà khoa học đã xác nhận cho mình là không được phép dung nạp động vật. Từ nhỏ tới lớn là ông có ăn bò thêm có động vật không? Ăn đọc con động vật là ông ăn thoải mái không nè. Chính vì cái chỗ ông ăn thoải mái đó mà cơ thể ông không đấu tranh được nữa, nó phải bị gục ngã. Vậy thì khoa học không cho phép ông ăn động vật. Thượng đế chính là Thiên Chúa không cho phép chúng ta ăn động vật. Có nghĩa là ông trời không cho phép ta ăn con động vật. Khoa học không cho phép ta ăn con động vật. Mà ông đâu có biết siêu năng ăn con động vật, đâu có biết. Ông cứ nghĩ rằng cha tôi sanh tôi ra cho tôi ăn cái đó, ăn đó tới giờ tôi đâu hiểu gì. Vậy thì một ngày nào đó cái cơ quan chức năng của ông nó hết chịu nổi, nó gục ngã. Vậy thì những người của ông không bệnh là sao? Chưa. Họ chưa đến mức bệnh chứ không phải họ. Vậy cái chỗ mà ông bị bệnh ung thư sàn lưỡi sàn miệng hôm nay là do bởi ông ăn sai thức ăn. Vì chỗ đó mà khi ông trở về đây cha cho ông ăn lợi cháo trắng để ông từ từ cái cơn bệnh đó nó sẽ được sạch nhé. Rồi sau này ông hết bệnh rồi ông lại càng tránh đi động vật nhiều hơn, vì nó không phải là thức ăn của mình nha, nó không phải là thức ăn. Nhưng mà có ai dạy đâu biết phải không? Phải không? Có ai đâu chỉ. Và cũng chính vì chỗ này đây. Chính vì cái chỗ mà cha đã nói với mọi người rằng động vật không phải thức ăn của mình, cha mới trị được ung thư nhé. Cha đang nghiên cứu một cái chỗ để cha trị bệnh, hai cái bệnh nhức đầu nhất với bệnh gì? Cùi. Cha đang nghiên cứu một cái chỗ để cha trị bệnh SIDA và cùi. Bệnh SIDA với bệnh cùi. Còn cái bệnh ung thư này cha đã nghiên cứu rồi, bây giờ cha giao lại cho các y sĩ bác sĩ này lo giải quyết, cha không chữa được. Nhưng hiện bây giờ là cha đang nghiên cứu lên cái đường hướng là trị bệnh SIDA và bệnh cùi. Nhưng cha đã thấy cái đường đi của SIDA và cùi rồi thì quả thật cha khống chế bệnh SIDA và bệnh cùi nó cũng dễ như trở bàn tay không? Dễ như trở bàn tay. Nhưng tại sao cha khống chế được? Là do bởi cha xác nhận ngay từ đầu là động vật không phải thức ăn của mình. Cho nên tự khắc cha khống chế được bệnh ung thư. Giống như bây giờ Cái nhà mình dơ là mình biết cái nguyên nhân là do con cái mình nó bỏ đồ dơ. Thì bây giờ mình biểu nó là không được bỏ đồ dơ nữa thì nhà mình dơ không? Phải nè, không dơ. Vậy ăn thua là mình biết được cái nguyên nhân làm cho cái nhà mình dơ, thì mình khắc phục cái nguyên nhân này thì hậu quả không còn dơ nữa. Giống như cha biết được cái nguyên nhân mà đưa đến con người bệnh ung thư, cha khắc phục cái bệnh ung thư, cha khắc phục xong rồi cha đang trị ung thư là tự động hết ung thư nha. Nói điều mà cha nói cho ông nghe, cho con nghe, nó có một chút thôi, nhưng mà điều mà cha hiểu nó nhiều lắm. Cha cũng không thể nào mà cha nói hết những gì cha hiểu cho con nghe được. Thôi thì từng bước cha sẽ trị bệnh rồi sẽ thấy được cái hiểu của cha nha. Còn có những cái cha hiểu nhưng con không hiểu được, rồi có những cái cha hiểu mà cha nói không hết cho con nghe được, hiểu không? Vậy thì thôi tạm thời là ông cứ trị bệnh, nghe lời cha ban diện chẩn mà trị bệnh thôi. Còn cha nói với ông một điều cuối cùng là ông ăn sai thức ăn mà bệnh. Vì thế bây giờ cha đang nhắm tới cái bệnh SIDA, già cùi. Còn cái bệnh ung thư không còn phải nhắm nữa, cứ theo phát đồ đó mà chẩn trị. Còn SIDA, già cùi thì cha cần phải có một căn nhà nghiêm chỉnh để nhốt họ lại, chứ nó lây lan, hiểu không? SIDA nó lây, cùi nó lây. Cho nên cha cần có một số công việc để dựng nên một căn nhà, thì cha mới bỏ những người SIDA và người cùi vô đó cha trị được. Ngay bây giờ thì cha đang nhắm tới điều đó, nhưng cha chưa làm nổi. Thì sớm muộn gì cha cũng sẽ làm được như cái điều mà cha đang mong mỏi, bởi vì cha đã biết cái đường đi của SIDA và cùi, thì cha không khó đối với cha nha. Vậy từ nay trở đi, khi ông đến đây rồi, ông được cha chữa bệnh rồi, thì ông sẽ vui mừng hân hoan trở về quê hương, yêu thương chính quyền, yêu thương chòm xóm láng giềng. Mỗi khi mình có hữu sự, ông chính quyền này ông bỏ tất cả đưa mình đi. Ông thấy đây là cái điều quý mến không? Quý lắm à. Ngày xưa nhiều khi mình còn khỏe, có khi chính quyền nói mình không nghe đâu à, phải vậy không? Hôm nay mới cho ông thấy được một điều là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Hôm nay mới cho ông thấy được cái chỗ này. Mà tất cả những anh em bên chính quyền này, rõ ràng khi ông cần đến người ta là người ta sẵn sàng bỏ công tác ở sở trụ sở, đưa ông về tới đây nè. Hôm nay mình mới thấy cái tinh thần của các đồng chí chứ. Tinh thần của anh em chính quyền người ta tốt lắm à. Người ta đơn giản rồi. Nhưng mà tại sao? Tại vì là mình cũng nghe người này đồn, người kia đãi, người này nói, người kia đó, cuối cùng mình không nghe ai cả. Giống như trên mạng dở biểu tình đùng đùng, chứ không khoái chỗ đó. Biểu tình nhà nước chứ vậy, lo tu đi, phải không? Biểu tình được cái gì? Rồi, thì cha muốn nói với ông vậy. Ngang qua cái ông chủ tịch Chữ Thập Đỏ dẫn ông về đây ký tên đóng một cái góp cho ông coi đó. Thì sau này ông hết bệnh rồi, ông gì ông phải nghe lời những con người này để người ta giúp đỡ ông tí nha. Rồi ông cũng phải dạy cho con cháu ông phải nghe lời những thế hệ này, thế hệ sau phải nghe lời thế hệ trước để người ta giúp đỡ cho mình khi mình cần thiết nha. Tuy mặc dù cha không biết ông là ai, nhưng mà ông này ông nói ông chủ tịch Chữ Thập Đỏ thì tự nhiên cha nhận ông liền. Tại vì dầu sao đi nữa thì ông này ông là đại nhân ở bên vùng đó, phải không nè? Ông chịu trách nhiệm thập đỏ ở bên thị trấn Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh. Thì ông nói ông là chủ tịch Chữ Thập Đỏ thì cha phải nghe lời ông để nhận trị bệnh cho. Ai cũng vậy à, kể cả người Công giáo ông cha sợ cũng phải dẫn về, kể cả người đạo Phật thì ông trụ trì chùa cũng phải dẫn về. Chứ không có ai mà cha đi khơi vô đây là cha không có chữa đâu. Cũng không gặp được cha đi khơi vô này hỏi ba cái để về, cũng không ai tiếp mình nữa. Nơi này nơi chữa ung thư thì nó phải có kỷ luật nghiêm minh, phải có kỷ cương phép nước, lệnh vua lệ làng. Chứ mà ai muốn đi là đi, ai muốn chữa là chữa. Đó là những điều mà cha nhắc. Bây giờ cha nhắc thêm với ông chủ tịch Chữ Thập Đỏ. Khi về thị trấn xã rồi thì cũng phải thông báo cho bà con biết là ai có bệnh thì phải báo cho tôi dẫn đi. Chứ không phải ai muốn đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược là đi. Ở bên đây không chấp nhận cái chuyện mà mất trật tự an ninh nha. Con về bên đó, con về bên xã con đó. Nếu ai có bệnh nhân này hoặc các loại bệnh nan y mà họ có lòng ao ước muốn đến đây trị thì con dẫn họ qua đây. Đó là điều cha nhắn nhủ lại. Cũng cho cha gửi lời thăm anh em bên ủy ban nha. chủ tịch xã rồi các ban ngành trong xã, mai sau này cha có cơ hội đi ngang đó cha sẽ ghé thăm chơi, hoặc là có khi là cha đi thẳng qua đó cha thăm chơi nhé. Rồi vậy ha, con có ý kiến gì không? Con nói cha nghe nha. Cảm ơn cha. Tiếp nhận bệnh ở thị trấn Cầu Quan. Rồi. Nãy là nó có ý kiến với cha đó là cái giấy cam kết á, mình có thể photo và cho tụi con lưu lại một bản được không? Được chứ. À, để rồi mình điện nhắc nhở cái chú này nè. Được. Chấp hành nghiêm. Chuyện nhỏ thôi. À. Ký luôn giờ này chứ còn khô. Ký luôn mà bản khác. Dạ nếu vậy thì rồi được. Con nói tiếp nữa đi. Rồi chắc thì cảm ơn cho cha với công ban chỉnh Viên Trần. Dạ Viên Trần. Thì chúc cho cha lúc nào cũng mạnh khỏe, hạnh phúc. Rồi hành vi và hạnh phúc của cha là nói chung là hạnh phúc của những người bệnh đến đây. Cha đỡ. Rồi. Rồi cảm ơn con nha. Rồi lấy cái miếng giấy mới thì gửi cho con liền, con phải ký miếng khác. Dạ. Con đem miếng này về quê con đi ha. Rồi lát nữa con ghi hết những nội dung vô trong này. Rồi giờ mình ký lại miếng khác nha. Rồi ông ký vô đây, ký lại miếng khác. Dễ mà, đi phô chi cho cực khổ. Phải không? À, vợ ký với anh viết chữ giùm cho bà, viết tên giùm cho bà. Đâu có tao viết chặt dài quá. Đây, nội dung đây. Thấy không? Thấy được không? Thấy. Rồi con giữ cái giấy đó nha, lưu lại cái giấy đó. Rồi bây giờ con ký cái lợi miếng 2 này cho ông chủ tịch Chữ Thập Đỏ ông Miếng. Rồi ông về ông làm lưu hồ sơ. Điều này là điều tốt ạ. Điều này là điều cần thiết dữ lắm ạ. Rồi con ký vô đây. Mình đây mình làm việc công khai à, không có vụ mà phải rõ ràng như ban ngày vậy. Xác nhận Hội Chữ Thập Đỏ thị trấn Cầu Quan. Cha cũng ký vô trong này nha. Cha cũng ký vô trong này để làm minh chứng nha. Cha là người chịu trách nhiệm sau cùng. Rồi. Rồi nhé ông Thập Đỏ, đâu đó là hoàn hết rồi nha. Rồi vậy thì con giữ cái bản này nha, để khi con đem về quê con á, là con trình cho ủy ban xã con hay gì đó, để con nói là con có dẫn một người qua khám bệnh như vậy nha. Cái đơn này con có cần không? Đơn đây này không có gì quan trọng nha, cái này mới quan trọng hơn con. Thì đem bản con, bản này giữ lại để mình làm tài liệu để mình chữa bệnh cho người ta nha. Cha nhắc lại con lần nữa, con về quê hương của con hãy nói với bà con, nếu ai có bệnh con phải dẫn đi nha. Chứ không có đi tắt về tắt đó là cha không có nhận bệnh rồi mất công tốn tiền nha. Ông có ý kiến gì không? Không cha. Con có ý kiến gì không? Bà có ý kiến gì không? Không. Vậy mình tới đây là mình đã kết thúc được nha. Mình tới đây mình kết thúc được rồi, cha giao bệnh nhân lại cho ban diện chẩn nha. Ban diện chẩn cố gắng giúp đỡ ông bệnh này nha, cho ông mạnh khỏe nha. Một ngày nào đó ông mạnh khỏe rồi cha sẽ ký cho ông một cái giấy xác nhận, giấy chứng nhận là ông đã được hết bệnh ung thư sàng lưỡi. Rồi ông về ông trình với quê hương của ông, không ai dám nói ông ung thư nữa, ta chỉ nói ông ngã ngứa hay gì đó thôi, chơi vui, phải không nè? Rồi con cố gắng, con cũng an ủi ổng nha, tuy là con là chính quyền, con phải vì dân phục vụ nha con, cha nhắc nhở con vậy để con sẽ có tình cảm sống tốt hơn nữa nha. Rồi thôi, chúc mọi người thành công nha, con đứng lên đọc kinh. Sáng dậy chúng cha dạy chúng con dạy chúng thần như là có trước vô cùng và bây giờ là con là Chúa Giêsu, chúng con vừa tâm tình với nhau. Trước mặt Chúa, xin Chúa hãy đón nhận những lời tâm tình của chúng con để chữa lành cho người anh em của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con cái gì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nguyện xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng nay như vậy vô cùng họ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi, cha xin chào con nha. Rồi, chúc con mau hết bệnh nha. Khỏe nha. Rồi thôi đi theo ban diện cảnh nha.